Patriot phóng hết đạn vẫn không trúng Kinzhan, Nga dồn dập đánh phủ đầu, dập tắt mọi hy vọng phản công của Ukraine. Các bạn thân mến, còn nhớ rằng cách đây ít lâu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng nói rằng nếu Mỹ cung cấp Patriot cho Ukraine, cứ để họ làm. Chúng tôi sẽ bẻ gãy tên lửa Patriot như những hạt dẻ. Quả thực, khí tài phòng không tân tiến này có vẻ không có đất dựng võ ở chiến trường Ukraine, bởi vì tên lửa siêu thanh Kinzhan đã biến chúng thành một phần cứng quân sự vô dụng. Từ đó, kế hoạch phản công của chính quyền Kiev cũng đổ bể khi quân đội Nga bằng việc gia tăng các cuộc không kích cho thấy rõ mục tiêu của họ, đó là phá hủy các cơ sở lưu trữ đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự phương Tây cung cấp cho Kiev. Trước tiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố tên lửa siêu vượt âm Kinzhan được không quân Nga sử dụng thực hiện một cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa trên không và trên biển nhằm vào các mục tiêu quân sự Ukraine, trong đó có hệ thống Patriot. Do tốc độ quá nhanh của Kinzhan, hệ thống Patriot và kíp trắc thủ đã không kịp trở tay khi bị tấn công. Kíp chiến đấu của đối phương bất lực trong việc bảo vệ hệ thống phòng không mà họ đang vận hành. Khi ra mắt tên lửa siêu thanh Kinzhan vào năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm thán rằng nó gần như không thể bị đánh chặn. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Kinzhan có khả năng tiếp cận mục tiêu chỉ trong vài phút kể từ khi được phóng đi. Đó là lý do tại sao kíp trắc thủ của Patriot không đủ thời gian để thay đổi vị trí hoặc nạp lại các bệ phóng khi đã phóng hết đạn. Kíp vận hành Patriot của Ukraine đã rất quyết tâm đánh chặn Kinzhan khi đã phóng tất cả cơ số đạn của một tổ hợp Patriot gồm 32 quả nhưng vô ích. Kết quả là tên lửa siêu vượt âm Kinzhan đã phá hủy trái tim của Patriot là đài radar và một trung tâm điều khiển, đã biến SAM, tức là hệ thống tên lửa đất đối không, thành một phần cứng quân sự vô dụng. Tổng cộng 32 tên lửa được phóng đi là một cái giá rất lớn. Theo Military Watch Magazine, tổng chi phí phóng chúng là 96 triệu đô. Sự thật, việc Patriot bắn tất cả các tên lửa đánh chặn vào Kinzhan nhưng không trúng cho thấy hệ thống này hoàn toàn không có hiệu lực trong nỗ lực đánh chặn tên lửa siêu vượt âm của Nga. Chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov đã nói rằng, với 32 tên lửa đánh chặn được phóng bởi kíp vận hành Patriot là một sự tuyệt vọng hơn là hành động đánh chặn thực thụ của kíp chiến đấu chuyên nghiệp, bởi họ biết sự vô ích của quyết định phóng và cái giá quá lớn cho hành động của mình. Nỗ lực bất thành này không khác gì dùng dao mổ trâu giết gà bởi vì một tên lửa của Patriot trị giá tới 3 triệu đô. Moscow đang cố làm mọi thứ có thể để phá vỡ tiềm lực của Kiev trong một cuộc phản công được báo trước từ lâu. Rõ ràng, bằng việc gia tăng các cuộc không kích vào khắp Ukraine những ngày qua, Moscow cho thấy rõ mục tiêu của họ, đó là phá hủy các cơ sở lưu trữ đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự phương Tây cung cấp cho Kiev. Nga còn thông báo đã phá hủy một dàn tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Song, dường như phương Tây cũng muốn giảm nhẹ mức độ thiệt hại của Ukraine, cho nên các nguồn tin bên trong chính phủ Mỹ cho biết. Hệ thống phòng không Patriot có thể đã bị hư hỏng nhưng không bị phá hủy. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các cuộc không kích gần đây của Nga có thể là một nỗ lực tiếp cận chủ động đối với những lo ngại ngày càng tăng của Moscow về một cuộc phản công của Kiev. Và trên thực tế, Moscow đã tiến hành tấn công dữ dội vào thủ đô Kiev, cố gắng làm nhụt chí người dân và nâng cao tinh thần cho quân Nga. Nhưng họ có thể đặt ra mục tiêu rộng hơn thế bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa đã diễn ra ở nhiều nơi khác. Theo các nhà phân tích phương Tây, các chỉ huy Nga giống như những người đồng cấp Ukraine đang cố gắng thăm dò đối phương. Tại Kiev, Nga dường như đang tìm cách thử các hệ thống phòng không mà phương Tây viện trợ. Trong khi ở những nơi khác, họ được cho là đang cố gắng làm gián đoạn các tuyến tiếp tế và tấn công vào các trung tâm hậu cần để dập tắt tiềm lực cho cuộc phản công của Ukraine. Ví dụ, cuộc tấn công của Nga và Pavlograd cách tiền tuyến 100 km. Chính quyền Ukraine đã nhấn mạnh thiệt hại đối với 44 khu chung cư và nhà riêng, 6 trường học và 5 cửa hàng. Điều này đã thu hút sự chú ý của truyền thông. Nhưng một khu công nghiệp có khả năng là một trung tâm hậu cần của Kiev cũng bị tấn công, gây ra một đám cháy lớn. Phía Nga khẳng định đó là những kho vũ khí lớn của Ukraine. Điều này cũng được người quan sát nhìn nhận rộng rãi khi xem xét các hình ảnh cháy nổ lớn mà họ khẳng định chỉ có thể do đạn dược thuốc nổ gây nên. Trong tuần qua, các cuộc tấn công của Nga ở Mykolaiv, một trung tâm giao thông quan trọng gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia và Kherson, cũng đã gia tăng đáng kể. Các chuyên gia dự đoán rằng Ukraine có thể bắt đầu cuộc phản công ở một trong hai tỉnh này. Khi nhắc đến cuộc tấn công tuần này vào Kiev của Nga, với cường độ và phạm vi cũng như nhiều loại tên lửa lẫn máy bay không người lái được sử dụng,
có lẽ mục đích của Moscow không chỉ là thăm dò hệ thống phòng thủ của Kiev để tìm kiếm những điểm yếu, mà còn buộc Ukraine phải bắn trả, làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa phòng không của nước này. Theo nguồn tin quân sự Mỹ, hiện Lầu Năm Góc vẫn đang đánh giá thiệt hại của không chỉ Patriot sau khi bị Kinzhan đánh trúng. Trước khi cuộc tấn công của Kinzhan diễn ra, lực lượng phòng không Ukraine đang vận hành hai tổ hợp Patriot, một do Mỹ cung cấp và một hệ thống do Đức cùng Hà Lan cùng chuyển giao. Không rõ hệ thống nào trong tổ hợp bị hư hại, nhưng với việc ngừng sử dụng một hệ thống này ngay cả trong thời gian ngắn, có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ thủ đô của Ukraine trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công tên lửa. Hiện Washington và Kiev đã thảo luận về cách tốt nhất để sửa chữa Patriot bị tấn công tại thời điểm này. Có vẻ như hệ thống đã bị gỡ bỏ khỏi Ukraine. Thông tin về vụ Kinzhan đánh trúng Patriot sẽ được rõ hơn trong những ngày tới và thông tin có thể thay đổi theo thời gian. Liên quan đến hậu quả từ cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh của Nga, có thể sẽ có nhiều hơn một cuộc tấn công kiểu như Kinzhan nhằm vào trận địa Patriot của Kiev. Chúng ta thấy tổ hợp này xả đạn, nhưng sau đó vài giây, ngay tại những nơi quả tên lửa được phóng đi, tiếp tục nghe thấy tiếng nổ, một tia sáng lớn lấp đầy bầu trời đêm Kiev. Hồi tháng 12 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bình luận về kế hoạch của Lầu Năm Góc cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine, những hệ thống mà Kiev đã nhận được vào mùa xuân năm 2023. Ông chủ Điện Kremlin nói với các phóng viên vào thời điểm đó như sau. Mỹ nói rằng họ có cung cấp Patriot cho Ukraine. Được, hãy để họ làm điều đó, chúng tôi sẽ bẻ gãy tên lửa Patriot như hạt dẻ. Thông tấn Nga cho rằng vụ Kinzhan tấn công trúng Patriot là minh chứng rõ nhất cho tuyên bố của ông Putin ngay từ khi hệ thống SAM, tức là tên lửa đất đối không do Mỹ sản xuất, còn chưa được chuyển đến Ukraine. Patriot là một trong những hệ thống vũ khí hiện đại nhất từng được phương Tây chuyển giao cho Ukraine và có thể giúp nước này đối phó hiệu quả hơn với những cuộc tập kích đường không, nhưng nó không hoàn hảo và vẫn còn tồn tại nhiều điểm yếu nhất định. Nga bắt đầu bằng những nỗ lực đơn giản, sử dụng số lượng tối thiểu tên lửa hiện đại để đánh vào trận địa, với mục tiêu chủ đạo là radar. Nếu không thành công, họ sẽ mở nhiều mũi tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và Kinzhan. Tất cả đều hiệp đồng chặt chẽ nhằm gây quá tải lưới phòng không Ukraine, đặc biệt là hệ thống Patriot. Ukraine không nên coi hệ thống này là vũ khí thần kỳ hay lá chắn không thể xuyên thủng, bởi nó có những khiếm khuyết và điểm yếu riêng mà lực lượng Nga có thể lợi dụng. Một trong những điểm yếu đầu tiên và lớn nhất của Patriot hiện nay là tín hiệu radar mảng pha của nó. Tín hiệu radar này có thể giúp hệ thống phát hiện mục tiêu từ khoảng cách xa, nhưng cường độ lớn khiến nó trở nên nổi bật giữa nền nhiễu. Biết được điều đó, lực lượng tác chiến điện tử của Nga hoàn toàn có thể thu được tín hiệu radar này, từ đó truy ngược lại vị trí của tổ hợp. Tín hiệu radar của Patriot cũng có thể được thu thập bằng vệ tinh hoặc máy bay trinh sát không người lái của Nga. Ví dụ như trong vụ tập kích ngày 4 tháng 5, tình báo tín hiệu Nga đã tìm cách lần theo dấu vết radar và phát hiện vị trí tổ hợp Patriot ở ngoại ô Kiev và đã phóng một tên lửa để thăm dò và quả đạn đã bị Patriot đánh chặn. Lực lượng Nga dường như phát hiện được tín hiệu đặc trưng từ radar của Patriot và tung đòn tập kích ồ ạt vào ngày 16 tháng 5, khiến tổ hợp của Ukraine không còn khả năng chống đỡ. Điểm thứ hai khiến hệ thống này dễ bị tấn công là phức tạp và quy mô của hệ thống phòng không Mỹ khiến nó dễ bị lộ vị trí trước các phương tiện trinh sát quang học trên không hoặc vệ tinh của Nga. Nguyên nhân thứ ba xuất phát từ khả năng cơ động kém. Ngay cả cấu hình linh hoạt nhất của hệ thống Patriot cũng khá cồng kềnh và cố định, nên lực lượng Ukraine phải mất một thời gian khá dài để di chuyển từ nơi này sang nơi khác sau khi phóng tên lửa. Nguyên nhân thứ tư là do tốc độ quá cao của tên lửa Kinzhan cho phép chúng bay để tấn công đến mục tiêu chỉ trong vài phút. Các kíp điều khiển của Ukraine không thể làm gì để bảo vệ Patriot bởi họ không có thời gian thay đổi vị trí sau khi bắn hoặc nạp tên lửa mới vào bệ phóng. Nguyên nhân thứ năm là bất cứ một hệ thống phòng không nào, dù là loại hàng đầu về mặt công nghệ, cũng sẽ chỉ phát huy hết tiềm năng nếu được đặt trong một hệ thống phòng không tích hợp nhiều tầng, nhiều lớp. Nếu tách biệt khỏi các hệ thống phòng không khác, phạm vi che chắn của Patriot chỉ còn một phần tác dụng. Hơn nữa, nó cũng sẽ dễ dàng bị tập kích bởi không có những tổ hợp phòng không khác bảo vệ. Vấn đề càng khó khăn hơn với Ukraine khi họ hiện chỉ được biên chế hai tổ hợp Patriot cùng nguồn cung đạn tên lửa hạn chế, khiến họ rất khó đối phó nếu Nga tung ra đòn tập kích ồ ạt làm quá tải hệ thống phòng không. Suy cho cùng, Ukraine sẽ phải đón đợi những cuộc tấn công ngày một lớn hơn, tinh vi hơn,
với nhiều loại vũ khí hơn nhằm vào các tổ hợp này. Đó là bản chất của bất cứ cuộc xung đột nào, đặc biệt là với một đối thủ mạnh như Nga. Quốc gia vẫn đang sở hữu khả năng tấn công chính xác đáng kể và đang nghiên cứu tìm cách đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa đặc biệt này trong nhiều thập kỷ qua. Bức xạ đang đến gần châu Âu sau vụ phá hủy kho đạn uranium nghèo của Ukraine. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev cho biết, việc phá hủy các loại đạn uranium nghèo do phương Tây cung cấp dẫn đến sự xuất hiện của đám mây phóng xạ hướng tới châu Âu. Ông chú ý đến việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến Hiroshima để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, bao gồm cả việc duy trì, như người Mỹ tin tưởng, các giá trị dân chủ chung. Những người đứng đầu ở các nước phương Tây, dưới áp lực của Hoa Kỳ, cũng sẽ thảo luận về hỗ trợ cho Ukraine. Ông lưu ý người Mỹ đã hơn một lần trong lịch sử tàn phá các quốc gia theo cách này. Giờ đây, họ cũng tàn phá Ukraine, gây áp lực lên các vệ tinh của họ và cung cấp đạn uranium nghèo. Việc phá hủy kho tàng dẫn đến đám mây phóng xạ hướng tới Tây Âu và sự gia tăng liều lượng phóng xạ được ghi nhận ở Ba Lan. Hoa Kỳ đang phát triển và sử dụng vũ khí hóa học và sinh học, bao gồm cả trên lãnh thổ Ukraine. Đã có rất nhiều lo ngại về việc bất kỳ quốc gia nào sử dụng uranium nghèo. Điều này cũng áp dụng cho Vương quốc Anh, bên cung cấp chính thức các loại vũ khí sinh học nguy hiểm cho chính quyền Kiev. Nga đã thu hút sự chú ý của công chúng phương Tây và dữ liệu chính thức được công bố về kết quả sử dụng loại đạn này trong các vụ đánh bom ở Nam Tư. Đó là các dữ liệu về gia tăng số ca mắc ung thư cũng như các loại bệnh khác. Tất nhiên, những người trực tiếp sử dụng loại đạn như vậy phải hiểu rằng họ sẽ không chỉ gây thiệt hại không thể khắc phục cho bản thân và công dân của họ, mà họ còn phải chịu trách nhiệm rất lớn về việc này. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.